Thưa quý vị, luôn gần dân, lắng nghe dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Thời gian qua, đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn phát huy kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu của bản thân, sẵn sàng hy sinh vì công việc chung của cộng đồng dân cư. Nhiều người trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ bà Vũ Thị Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, người luôn gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân tin, hiểu và làm theo, góp phần đưa khu phố Kim Sơn ngày càng phát triển. Năm 2017, bà Vũ Thị Hồng được nhân dân tin tưởng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa tín nhiệm giao đảm trách trưởng ban công tác mặt trận khu phố Kim Sơn. Trên cương vị này, bà Hồng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện. Nhờ sự đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất làm đường, từ năm 2018 đến nay, hơn 2,6 km đường tại khu phố Kim Sơn đã hoàn thành với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Bà Hồng còn vận động nhân dân đóng góp gần 15 triệu đồng để làm trụ cờ biểu mẫu tại 4 tuyến đường, qua đó tạo cảnh quan môi trường khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhiều năm liền, khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, với trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Là một người trưởng ban công tác mặt trận thì trước khi thì muốn làm tốt thì bản thân mình phải gương mẫu, phải hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ, rồi mới vận động được người dân mình tham gia. Với hơn 500 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề trồng rau, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống khu phố Kim Sơn còn nhiều khó khăn. Bà Vũ Thị Hồng tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, vận động hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất ra những sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn phát triển kinh tế thu nhập ổn định, chỉ một hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Động viên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, người trưởng ban công tác mặt trận này còn vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp kinh phí hỗ trợ người nghèo. Năm 2023, khu phố Kim Sơn vận động người dân ủng hộ các loại quỹ trên 53 triệu đồng, vượt 50% chỉ tiêu giao, vận động trao gần 150 suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Luôn hết mình với công việc, bà Hồng được cán bộ, người dân khu phố tin yêu, kính trọng. Chị Vũ Thị Hồng cũng rất là nhiệt tình trong cái công tác, luôn là gần dân, cũng sẵn sàng để giúp đỡ những cái mọi hoàn cảnh mà trong cái khả năng của chị cho phép. Đó là nói về chung là chị Hồng rất là nhiệt tình, rất là xuất sắc trong cái công việc mà công tác ở địa phương, nhất là trong khu phố Kim Sơn. Năm 2020, bà Hồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen vì có thành tích tham gia trong thực hiện mô hình chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2020. Nhiều năm liền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Dinh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận. Bà Vũ Thị Hồng là trưởng ban mặt trận của khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh. Một trong những cái vị trưởng ban công tác mặt trận rất là năng nổ, nhiệt tình trong cái thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban mặt trận, cũng như cái nhiệm vụ phối kết hợp để vận động bà con nhân dân rồi chăm lo cái công tác an sinh của khu phố Kim Sơn. Trong các cái hoạt động về bề nổi cũng như các cái thông số thi đua Ủy ban mặt trận triển khai thì bà Vũ Thị Hồng đều tổ chức và thực hiện rất là hiệu quả. Gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân, những cán bộ mặt trận như bà Vũ Thị Hồng đã và đang góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước trong lòng nhân dân, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.